Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, mùng 4 tháng 9 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi các bạn sinh viên học sinh nhân dịp năm học mới. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Thần khí Chúa ngự trên đầu tôi. Sai tôi loan truyền khắp muôn người, tin mừng phục sinh đang rộng vang khắp nơi. Là Đức Kitô nay Ngài đã sống lại, chân lý tình thương giải thoát cho cuộc đời. Ngài đã sai tôi đến cùng kẻ cơ hàn, mang niềm tin yêu cho người đang khóc than, rằng hãy hân hoan nước trời đã sẵn sàng cho những người tin niềm sướng vui ngập tràn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 4 từ câu 16 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Chúa Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao? Người nói với họ: Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào. Người nói tiếp: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, vào thời ông Elia khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sarepta miền Sidon. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Elisa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Syri thôi. Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi.
quý ông bà và anh chị em thân mến. Đoạn tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe là một đoạn văn quan trọng, nền tảng và là chìa khóa giúp chúng ta hiểu toàn bộ sứ mạng và hoạt động của Chúa Giêsu trong thân phận Thiên Chúa làm người. Trước hết, Thánh Luca cho chúng ta thấy loan báo tin mừng là sứ mạng chính trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Sứ điệp ấy là công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Hôm nay, sứ điệp ấy được ứng nghiệm trong từng lời nói, hành động của Chúa Giêsu. Tiếp đến, Thánh Luca cũng cho chúng ta thấy sự chống đối, xem thường và loại trừ luôn gắn liền với sứ mệnh và cuộc đời của Chúa Giêsu. Hôm nay, Ngài có một khởi đầu sứ mệnh không mấy thuận lợi ngay tại chính quê hương của Ngài. Là thân thể của Chúa Giêsu, giáo hội cũng đang tiếp tục loan báo sứ điệp tin mừng của Chúa. Sứ điệp ấy mời gọi giáo hội đặc biệt hướng về những người nghèo khổ, bị gạt bỏ và áp bức. Những con người đang vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của thời đại hôm nay. Và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng của người sứ giả. Bởi loan báo tin mừng là hành động trao ban sức mạnh của Thiên Chúa, có khả năng biến đổi tâm hồn, chữa lành mọi thương tích, và làm cho mối tương quan giữa con người và xã hội phát triển theo nguyên lý của tình yêu. Ngoài ra, giáo hội hôm nay cũng không thoát khỏi số phận bị chống đối và bách hại như Chúa của mình. Nghĩa là giáo hội của Chúa sẽ không thể khước từ những chống đối và ghét bỏ từ bên ngoài lẫn bên trong, khi giáo hội hết lòng sống và loan báo niềm vui tin mừng. Và điều ấy cũng được hiểu cho mỗi cuộc đời của người Kitô hữu tin theo Chúa. Khi họ hết lòng sống những điều Chúa dạy, sẽ luôn bị hiểu lầm, bị xem thường và loại trừ. Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã viết trong sách Đường Hy Vọng rằng, có nhiều người hễ nghe nói đến giáo hội là có thái độ, lời nói chỉ trích. Sao giáo triều ù lì, nhà thờ tốn tiền, nghi thức rườm rà quá. Giáo hội đâu phải chỉ là giáo triều, là nhà thờ hay nghi thức để ta phê phán. Giáo hội là toàn thể dân Thánh Chúa đang tiến về quê trời. Giáo hội là chính tôi. Do đó, hãy yêu mến giáo hội, vâng lời giáo hội, trung thành với giáo hội và cầu nguyện cho giáo hội. Lạy Chúa Giêsu, từ ngày thành lập đến nay, giáo hội của Chúa hầu như liên lỉ gặp những thử thách bên trong cũng như bên ngoài phá hoại, hòng làm cho tiêu tán. Thế nhưng, trải qua hơn 20 thế kỷ, giáo hội Chúa vẫn đứng vững và phát triển. Nhưng những kẻ dã tâm chống phá giáo hội, giết hại các Kitô hữu, giờ đây đã không còn nữa. Xin cho con luôn xác tín rằng, giáo hội Chúa vẫn đang sống mạnh mẽ trong sự hướng dẫn của Thánh Thần. Và giáo hội Chúa vẫn đang thi hành sứ mệnh loan báo tin mừng bằng sức mạnh Thánh Thần, để con biết không ngừng cầu nguyện, yêu mến và xây dựng giáo hội bằng tất cả lòng yêu mến và đời sống chứng tá của con. Amen. Ngài đã sai tôi đem tình mến chân thành gieo vào hồn tâm bao cảm thông thiết thân. Ngài đã sai tôi xoa dịu những oán hận, gieo phúc tình thương vào nỗi đau hồn người. Ngài đã sai tôi đi vạn nẻo dương trần, thôn làng điều hưu hay rộn ràng phố đông. Ngài đã cho tôi sai bước không sơn lòng thân khi Chúa ngự trên trời.
sai tôi loan truyền khắp muôn người. Tin mừng phục sinh đang rộng vang khắp nơi. Là Đức Kitô nay Ngài đã sống lại. Chân lý tình thương giải thoát cho cuộc đời. Là Đức Kitô nay Ngài đã sống lại. Chân lý tình thương giải thoát cho vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên năm 2017. Như tin đã đưa, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện trong ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên, được cử hành vào ngày 1 tháng 9 hàng năm, và cho biết năm nay Ngài cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomaios soạn thảo một sứ điệp chung. Nội dung của sứ điệp chung của hai vị lãnh đạo hai giáo hội Công giáo và Chính thống giáo có đoạn viết như sau. Câu chuyện về sáng tạo cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về thế giới. Kinh Thánh nói rằng, từ ban đầu, Thiên Chúa đã muốn cho con người cộng tác trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường thiên nhiên. Trái đất được ủy thác cho chúng ta như một ân huệ và di sản tuyệt vời, mà mỗi người chúng ta đều chia sẻ trách nhiệm cho đến khi, cuối cùng, tất cả mọi thứ trên trời và dưới đất sẽ được phục hồi trong Đức Kitô. Phẩm giá và hạnh phúc của chúng ta gắn liền với việc chúng ta chăm sóc toàn bộ tạo thành. Tuy nhiên, đang khi ấy, lịch sử của thế giới lại trình bày một bối cảnh rất khác. Nó cho thấy một tình trạng sa sút về đạo đức vì thái độ và hành vi của chúng ta đối với thiên nhiên đã làm lu mờ ơn gọi của chúng ta như những người cộng tác của Thiên Chúa. Chúng ta có khuynh hướng phá vỡ các hệ sinh thái cân bằng và tinh vi của thế giới. Chúng ta có mong muốn vô độ, thao túng và kiểm soát các nguồn tài nguyên hạn hẹp của hành tinh và chúng ta có lòng tham không đáy đối với lợi nhuận trên thị trường. Tất cả những điều ấy đã làm cho chúng ta xa rời khỏi mục đích ban đầu của sáng tạo. Chúng ta không còn tôn trọng thiên nhiên như một món quà chung mà coi nó như vật sở hữu riêng. Chúng ta không còn hợp tác với thiên nhiên để bảo tồn nó mà lại thống trị nó để nó phục vụ những công trình xây dựng của chúng ta. Những hậu quả của thế giới quan này là bi thảm và lâu dài. Môi trường của con người và môi trường thiên nhiên đang cùng suy thoái. Và sự suy thoái này của hành tinh sẽ trở nên nặng nề đối với những người dễ bị tổn thương nhất. Tác động của sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến, đầu tiên và trước hết, những người sống trong nghèo đói ở mọi nơi trên thế giới. Nghĩa vụ của chúng ta phải sử dụng tài nguyên của trái đất một cách có trách nhiệm, bao gồm sự nhìn nhận và tôn trọng mọi người và mọi tạo thành. Lời kêu gọi khẩn thiết và thách đố chăm sóc thiên nhiên là lời mời gọi mọi người nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững và toàn vẹn. Vì thế, hiệp nhất trong cùng một mối quan tâm đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa và nhìn nhận trái đất là một thiện ích chung, chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả mọi người thiện chí dành thời gian cầu nguyện cho môi trường vào ngày 1 tháng 9. Tiếp tục sứ điệp, hai vị tuyên bố. Nhân dịp này, chúng tôi muốn dâng lời tạ ơn đấng tạo hóa yêu thương về món quà cao quý là công trình sáng tạo và cam kết dấn thân chăm sóc và gìn giữ món quà ấy vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Cuối cùng, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ lao tác vất vả uổng công nếu Chúa không phù trợ chúng ta, nếu suy tư và cử hành của chúng ta không đặt trọng tâm vào lời cầu nguyện. Quả vậy,
Một mục tiêu của lời cầu nguyện của chúng ta là thay đổi cách chúng ta nhận thức về thế giới để thay đổi cách chúng ta tương quan với thế giới. Mục tiêu của lời hứa của chúng ta là phải can đảm sống giản dị hơn và liên đới hơn. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi những ai đang có trách nhiệm về mặt xã hội, kinh tế cũng như chính trị và văn hóa, hãy lắng nghe tiếng khóc than của trái đất và đáp ứng nhu cầu của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, nhưng trên hết là đáp lại lời kêu gọi của hàng triệu người và ủng hộ sự đồng thuận của thế giới về việc chữa lành thiên nhiên đang mang nặng thương tích của chúng ta. Chúng tôi tin rằng không thể có một giải pháp chân thành và lâu dài cho thách đố của cuộc khủng hoảng sinh thái và biến đổi khí hậu nếu không có sự phối hợp và chung sức trong ứng phó, nếu chúng ta không biết chia sẻ trách nhiệm, không đặt tình đoàn kết và phục vụ lên hàng đầu. Tin giáo phận Xuân Lộc. Lễ công bố quyết định thành lập trường cao đẳng dạy nghề hòa bình của giáo phận Xuân Lộc. Ngày 1 tháng 9 vừa qua, giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức lễ trao nhận quyết định thành lập trường cao đẳng hòa bình. Đến tham dự lễ công bố quyết định này, có Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn, nguyên tổng đại diện giáo phận, cùng quý cha, quý vị lãnh đạo và toàn thể thầy cô giáo, học sinh và ân nhân của trường. Bên cạnh đó, còn có các vị lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện Học viện Taiken Tokyo bên Nhật Bản. Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận chủ tế vào lúc 18 giờ. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có Đức cha Gioan, Đức ông Vinh Sơn cùng quý cha. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi học sinh trường sống tâm tình cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho rất nhiều ơn qua người nọ người kia. Đức cha nói, chúng con có quý thầy cô dạy dỗ và có biết bao nhiêu ân nhân giúp đỡ, và đặc biệt các con có phương tiện, có nhiều người cộng tác bằng tình thương yêu, chúng con mới có ngôi trường này. Chúng con cố gắng học giỏi và tìm công ăn việc làm tốt. Cha muốn cho học sinh sinh viên công giáo toàn quốc phải thành người mà phải thành thánh nữa. Qua nhiều người, những người đó có lòng thương yêu chúng con, giúp chúng con phương tiện này phương tiện kia, đó là lòng yêu người. Chúng con phải biết ơn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse tiếp tục nhấn mạnh đến lòng biết ơn mà mọi người cần có, nhất là các học sinh sinh viên cần biết ơn cha mẹ, những người thân, thầy cô và nhiều người khác nữa luôn chăm sóc và cận kề với họ trên con đường học vấn. Trích câu chuyện về chàng thanh niên nhận ra mẹ anh đã vất vả với nghề giặt quần áo để có tiền lo cho anh ăn học thành tài. Đức cha Giuse nói rằng, các con là những người có tâm, hiểu được công lao của biết bao nhiêu người đã giúp các con, nên các con phải có tâm bao dung để thấy được những lỡ lầm thiếu sót. Rồi Đức cha Giuse mời gọi học sinh sinh viên hãy trở nên như muối, muối phải đậm đà, rằng bất cứ nơi nào có học sinh sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng hòa bình thì phải nhận ra sự bình an vui tươi nơi các con. Các con phải thành nhân và thành thánh. Cha cầu chúc cho các con không chỉ năm nay mà tương lai trở thành những người tốt. Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Uy đã có tâm tình cảm ơn quý đức cha, quý đức ông, quý cha và cộng đoàn cùng ân nhân xa gần. Thánh lễ tạ ơn kết thúc, tập thể trường cao đẳng Hòa Bình bước vào năm học mới. Ước mong việc được nâng lên trường cao đẳng, ngôi trường hòa bình của giáo phận Xuân Lộc này sẽ là một bước tiến, một dấu chỉ để tương lai mở ra nhiều trường công giáo hơn nữa, để phục vụ cho nhu cầu học tập, đào luyện những người trẻ trong tương lai không chỉ có tầm mà có tâm nữa. Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin nhận định về chuyến viếng thăm Colombia sắp tới của Đức Thánh Cha. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco dự trù viếng thăm Colombia từ ngày 6 đến 11 tháng 9 này. Đây sẽ là chuyến thăm mục vụ thứ 20 ở nước ngoài
và đặc biệt Ngài đến một quốc gia vừa trải qua một hành trình tiến tới hòa bình và hòa giải sau 52 năm nội chiến. Một hiệp ước hòa bình lịch sử đã được ký kết giữa chính quyền và nhóm nổi dậy lực lượng cách mạng Colombia sau 4 năm đàm phán, và giáo hội Công giáo đã khẳng định đồng hành với nhân dân Colombia trong nỗ lực thực hiện hòa giải và tái thiết của họ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, con đường hòa giải cần được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực xã hội Colombia, và Ngài cũng chỉ ra rằng, việc ký một thỏa hiệp thì không đủ cho một tiến trình vững chắc dẫn đến hòa giải và hòa bình, nhưng là cả một hành trình tổng thể cần thực hiện, bắt đầu bằng việc ký một thỏa hiệp. Cuộc hành trình tổng thể ấy phải có được sự đóng góp của mọi thành phần xã hội, phải được đưa vào thực tế của đời sống hàng ngày, và trên hết phải thực hiện với cả ý chí và con tim. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo tồn và săn sóc thiên nhiên. Đức Thánh Cha Francisco cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople, tái kêu gọi bảo tồn, săn sóc và tôn trọng thiên nhiên. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm 30 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, ngày 1 tháng 9 là ngày cầu nguyện cho việc săn sóc thiên nhiên. Trong dịp này, tôi và người anh em quý mến là Bartolomeos, Đức Thượng Phụ chung ở Constantinople, đã cùng nhau soạn một sứ điệp. Trong văn kiện này, chúng tôi mời gọi tất cả hãy có một thái độ tôn trọng và có một tinh thần trách nhiệm đối với thiên nhiên. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi những người giữ một vai trò ảnh hưởng, hãy lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo, là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất về sự thiếu quân bình về môi sinh. Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc săn sóc thiên nhiên được Đức Thánh Cha thiết lập qua thư đề ngày 6 tháng 8 năm 2015 gửi Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Kurt Gott, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tin Peru. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp kết thúc năm thánh 400 năm ngày Thánh Rosalima qua đời. Hôm 30 tháng 8 vừa qua, thánh lễ trọng kết thúc năm thánh kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của Thánh Rosa thành Lima đã được cử hành tại nhà thờ Chánh tòa Lima, thủ đô Peru. Trong thánh lễ, Đức Hồng y Eduardo Vela Chiriboga, nguyên tổng giám mục Kitô, đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, đã đọc một sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp kết thúc năm thánh. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi sùng kính Thánh Rosalima mạnh mẽ để toàn tổng giáo phận Lima, cả nước Peru và toàn thể thế giới được nhận lãnh nhiều ơn phúc của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng dùng một đoạn trong sách Diễm Ca để định nghĩa Thánh Rosa là một người phụ nữ sinh trưởng như hoa huệ giữa bụi gai. Ngài nhấn mạnh đến sự hy sinh hãm mình, đền tội nhiệm nhặt, bừng cháy lòng say mê yêu mến để cho tất cả mọi người được hưởng sự sống vĩnh cửu trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha viết, Thánh nữ đã trở thành người bạn của Chúa ngay từ khi còn thơ bé, khi Ngài Thánh hiến mình như một trinh nữ và thực hành nhân đức khi còn thơ bé. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trình bày thư của Đức Giám mục Giáo phận Vinh gửi các bạn sinh viên học sinh nhân dịp năm học mới 2017-2018 qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, đã có lá thư gửi đến các bạn sinh viên học sinh nhân dịp năm học mới
2017-2018. Lá thư có chủ đề Hãy bừng sáng lên, trích từ sách ngôn sứ Isaiah, chương 61, câu 1. Toàn văn lá thư nói trên như sau. Xã Đoài, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2017. Hãy bừng sáng lên. Thư gửi sinh viên, học sinh đầu năm học 2017-2018. Các con thân mến! Các con sắp bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và cũng đầy những thách đố. Tình trạng suy đồi đạo đức, lối sống của một bộ phận xã hội ngày càng làm tha hóa nhiều người trẻ. Những thú vui tầm thường, giả tạo, những trò chơi vô bổ và nguy hiểm đang chờ chực hòng phá vỡ tương lai của nhiều người trong các con. Bên cạnh đó, một nền giáo dục ngày càng xuống cấp bởi thiếu một triết lý giáo dục, bởi sự gian dối, bệnh thành tích, thiếu thực chất và thiếu tính nhân văn đang ngày càng đè nặng trên đôi vai của các con và cha mẹ các con. Những khó khăn do khủng hoảng kinh tế, đặc biệt do thảm họa môi trường và những khoản phí học đường lạm thu càng làm cho con đường đến trường của các con trở nên trắc trở hơn. Cha thấu hiểu và chia sẻ những thách đố mà các con đang phải đối diện. Và cha mong muốn rằng, bất chấp những khó khăn đó, các con cần phải đến trường, cần phải cố gắng học tập. Tương lai của đất nước, của giáo phận đang nằm trong tay và phụ thuộc vào sự cố gắng học tập của các con. Trong hoàn cảnh hiện tại, cha dùng lời ngôn sứ Isaiah để mời gọi các con. Hãy bừng sáng lên! Đức Thánh Cha Francisco, trong thư gửi các bạn trẻ ngày 13 tháng 1 năm 2017, cũng đã nhấn mạnh. Một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng cũng là nhờ các con. Nhờ ước muốn thay đổi và lòng quảng đại của các con. Các con đừng sợ lắng nghe Thánh Linh, Đấng gợi ý cho các con những chọn lựa táo bạo và đừng chần chừ khi lương tâm yêu cầu các con bước theo Thầy, bất chấp mọi rủi ro. Giáo hội cũng muốn lắng nghe tiếng nói, sự nhạy cảm và niềm tin của các con, cả những nghi ngờ và phê bình của các con. Hãy làm cho tiếng kêu của các con được nghe thấy. Các con hãy chứng tỏ mình là người Kitô hữu đúng nghĩa và là những công dân có trách nhiệm với tổ quốc, dân tộc. Cha mong muốn các con bừng sáng bằng những việc làm cụ thể. Trước hết, việc thủ đắc kiến thức không chỉ để nhắm đến nghề nghiệp hay tìm kiếm một địa vị trong xã hội. Nhưng điều quan trọng là giúp các con có một trí phán đoán trưởng thành, biết phân định tốt xấu, đúng sai. Nhờ đó, các con có thể điều chỉnh hành vi của mình trong môi trường sống của các con một cách thích hợp. Thứ đến, nhờ việc chuyên chăm trau dồi kiến thức, các con trở nên những người có thực tài, có chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực để có thể cống hiến một cách thiết thực cho giáo hội và xã hội. Thứ ba, cha mong muốn các con thể hiện sự trung thực với gia đình, với thầy cô, với bạn bè và trung thực trong việc học tập. Thi cử. Chúa Kitô là sự thật. Vì vậy cho nên, trong một môi trường giáo dục bất toàn như hiện nay, các con hãy sống trung thực để làm chứng cho Ngài, để ánh sáng đức tin Kitô giáo nơi các con được tỏa rạng. Thứ tư, để có được một tinh thần lành mạnh trong một thân thể lành mạnh, các con phải xa lánh những trò chơi trực tuyến, game online, vô bổ và chất gây nghiện. Khi đã sa đà vào những thứ đó, người ta khó lòng mà thoát ra được. Lúc đó các con sẽ không còn thiết tha học hành, và từ đó, các tệ nạn trộm cắp, gian dối và nhiều thứ tệ nạn khác sẽ bủa vây các con. Cha mong các con xa lánh những thứ đó, tập trung vào học hành và chơi các môn thể thao lành mạnh. Sau cùng, ngày hôm nay, mùng 1 tháng 9 năm 2017, cũng là ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên. Cha mong muốn các con hưởng ứng cách nhiệt thành, để tỏ lòng biết ơn về món quà thiên nhiên Chúa đã ban tặng, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường, và góp phần làm sạch
cũng như chăm sóc môi trường qua các hành động thiết thực từ lời kêu gọi của Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận. Riêng quý cha quản xứ và các bậc phụ huynh, tôi kêu mời quý vị hãy quan tâm hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thường xuyên giám sát, nhắc nhở việc học tập của con em mình. Vừa qua, Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận đã tổ chức tập huấn về giáo huấn xã hội công giáo, trong đó có đề cập đến việc chống lạm thu trong học đường. Tôi ước mong quý vị dùng những kiến thức đó để bảo vệ quyền lợi cho con em mình. Đối với các em sinh viên, học sinh thuộc địa bàn các vùng bị tác động bởi ô nhiễm môi trường biển, tôi yêu cầu Ban Bác ái xã hội Caritas, Ban hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung của giáo phận, và các giáo xứ có biện pháp hỗ trợ các em về tinh thần và vật chất. Các con thân mến, vài điều nhắn gửi các con nhân dịp đầu năm học mới. Cha yêu thương và đặt hy vọng vào các con. Cha luôn cầu nguyện cho các con hằng ngày. Chúc các con có nhiều niềm vui trong học tập và nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian trên ghế nhà trường. Thân ái trong Chúa Kitô. Giám mục Giáo phận Vinh, Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư gửi các bạn sinh viên học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới 2017-2018 của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ở lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu sơ lược về tên gọi và thần học của bí tích truyền chức thánh. Tiếp tục chủ đề bí tích truyền chức, mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ bàn về cấu trúc lễ phong chức, người ban và người nhận chức thánh, và hiệu quả của bí tích truyền chức thánh. Một, cấu trúc của lễ phong chức. Cả ba nghi thức, tấn phong giám mục, phong chức linh mục và phong chức phó tế, có một cấu trúc chung. Cho thấy tuy là ba cấp độ khác nhau, nhưng cùng chung một bí tích. Có hai cách thức để trình bày nghi thức phong chức, đó là xét theo nội dung hoặc xét theo thứ tự diễn tiến. Xét theo nội dung, chúng ta có thể phân biệt ba cấp, yếu tố cốt yếu, những nghi thức chuẩn bị và những nghi thức dẫn giải. Trong đó, yếu tố cốt yếu của nghi thức gồm việc giám mục đặt tay và lời nguyện thánh hiến. Những nghi thức chuẩn bị gồm có các yếu tố, giới thiệu tiến chức, bài giảng lễ, tiến chức tuyên hứa và kinh cầu các thánh. Đây là những nghi thức mang tính cách chuẩn bị tinh thần cho các ứng viên cũng như cộng đoàn, để tham dự cách tích cực vào phụng vụ phong chức. Còn những nghi thức dẫn giải hoặc diễn nghĩa, diễn đạt hiệu quả của ơn vừa được lãnh nhận, cũng như những nhiệm vụ đi kèm. Xét theo thứ tự diễn tiến, chúng ta thấy tất cả nghi thức diễn ra sau các bài đọc kinh thánh, họp thành một tổng bộ. Sau đó, các tân chức sẽ thi hành phận vụ của mình trong phụng vụ thánh thể. Chẳng hạn, tân giám mục chủ sự thánh lễ, nếu tân chức là giám mục của giáo phận tại nơi thụ phong, tân linh mục thì đồng tế. Còn tân phó tế sẽ giúp bàn thờ,
cũng như trao mình và máu Thánh Chúa. Lễ nghi phong chức diễn ra như sau. Trước tiên là phần dẫn nhập, gồm các bước. Giới thiệu tiến chức, đối đáp giữa giám mục và người giới thiệu. Giám mục tuyên bố tuyển chọn, cộng đoàn bày tỏ sự hưởng ứng. Bài giảng của giám mục. Lời cam kết của các tiến chức. Và kinh cầu các thánh. Tiếp đó là yếu tố cốt yếu, gồm việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến. Sau cùng là các nghi thức diễn giải, gồm có trao phẩm phục của chức vụ. Đối với phó tế là dây stola và áo danma tika. Đối với linh mục là dây stola và áo lễ casula. Sức dầu thánh. Đối với linh mục thì sức dầu hai lòng bàn tay. Còn đối với giám mục thì sức dầu trên đầu. Trao dụng cụ. Đối với phó tế thì trao sách tin mừng. Đối với linh mục thì trao chén thánh và đĩa thánh. Còn đối với giám mục thì trao sách tin mừng, mũ mitra, nhẫn và gậy. Nghi thức diễn giải kết thúc với việc tiếp đón vào hàng ngũ qua việc hôn chúc bình an. Còn khung cảnh của nghi thức thì sao? Như chúng ta biết, nghi thức phong chức diễn ra trong khung cảnh của một thánh lễ, để làm sáng tỏ sự liên hệ giữa thánh lễ với hội thánh. Thánh lễ không những là nơi mà các người có chức thánh thi hành phận sự của mình, mà còn là lý do hiện hữu của họ. Việc thiết lập chức tư tế thừa tác nhằm kéo dài việc cử hành thánh lễ được thiết lập tại nhà tiệc ly. Một tập tục bắt nguồn từ thời Trung Cổ muốn rằng chỉ các lễ truyền chức giám mục mới được cử hành vào Chúa Nhật, còn các lễ truyền chức khác diễn ra vào ngày hôm trước, còn gọi là thứ bảy bốn mùa. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, tập tục này đã bị bãi bỏ. Xét vì lễ truyền chức là một biến cố trong đời sống giáo hội, sự tham dự đông đảo của dân Thiên Chúa là điều đáng khuyến khích. Vì thế, lễ truyền chức nên được tổ chức vào Chúa Nhật, hay ngày nào thuận tiện cho sự tụ họp của các linh mục và tín hữu. Giáo luật điều 1011, triệt 1, quy định. Cách chung, lễ truyền chức phải được cử hành trong nhà thờ chính tòa. Nhưng vì lý do mục vụ, có thể được cử hành trong một nhà thờ hoặc một nhà nguyện khác. Hai, người ban và người nhận chức thánh. Theo giáo luật hiện nay, thừa tác viên của bí tích phong chức là giám mục đã được thụ phong. Chỉ giám mục, với tư cách là người kế nhiệm các tông đồ, mới có quyền truyền chức thánh. Về phía người lãnh nhận, tiến chức phải hội đủ những điều kiện giáo luật. Chẳng hạn, phải là nam giới, đã lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức, từ 23 tuổi trở lên đối với phó tế, 25 tuổi trở lên đối với linh mục, và 35 tuổi trở lên đối với giám mục. Trong giáo hội Tây Phương, trừ phó tế vĩnh viễn, mọi thừa tác viên có chức thánh thường được tuyển chọn từ những người nam sống độc thân và có ý giữ độc thân vì nước trời. Còn trong giáo hội Đông Phương, truyền thống vẫn chọn ứng viên làm giám mục trong số những người độc thân, còn linh mục và phó tế có thể được tuyển chọn trong những người đã lập gia đình và không tái hôn. Ba, hiệu quả của bí tích truyền chức thánh. Bí tích truyền chức làm cho người thụ phong nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nhờ ân sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để họ trở thành dụng cụ của Đức Kitô, hầu phục vụ hội thánh người. Nhờ việc truyền chức, họ nhận được khả năng hành động với tư cách là người đại diện của Đức Kitô, đấng là đầu hội thánh,
trong ba nhiệm vụ của người là tư tế, tiên tri và vương đế. Cũng như trường hợp bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, bí tích truyền chức thánh cũng in một ấn tín thiêng liêng không thể tẩy xóa, nên không thể ban bí tích lại, cũng như không thể ban để thi hành trong một khoảng thời gian giới hạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về bí tích truyền chức thánh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài nói về gia đình là cung thánh của sự sống tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu hai đặc tính đầu tiên, đó là tình yêu hôn nhân luôn mở ra để đón nhận sự sống và việc sinh con có trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu hai đặc tính còn lại của bài này, đó là các kỹ thuật sinh sản và bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Trước hết, chúng ta nói về các kỹ thuật sinh sản. Đạo đức học không thể chấp nhận mọi kỹ thuật sinh sản con người như cung cấp tinh dịch hay trứng, mang thai thế cho người mẹ, thụ tinh nhân tạo với tinh trùng lạ, sử dụng tế bào sinh dục của những người không phải là vợ chồng đã kết hôn. Vì như thế là làm hại tới quyền của một đứa trẻ phải được sinh ra từ một người cha và một người mẹ, là cha, là mẹ của đứa trẻ cả về mặt sinh học cũng như về mặt pháp luật. Huấn thị Donum Vitae của Bộ Giáo lý Đức tin ngày 22 tháng 2 năm 1987 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo các số 2376 và 2377 đã không chấp nhận những phương pháp sinh sản tách rời hành vi kết hợp vợ chồng khỏi hành vi sinh sản bằng cách sử dụng các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm, ví dụ như gieo tinh hay thụ tinh nhân tạo đồng nguồn. Vì như thế, đứa trẻ được sinh ra là kết quả của một hành vi công nghệ hơn là kết quả của một hành vi nhân linh. Trong đó, người vợ và người chồng trao thân trọn vẹn và hoàn toàn cho nhau. Kỹ thuật sinh sản trong phòng thí nghiệm không thể hiện sự tôn trọng phẩm giá toàn vẹn của con người, cả nơi cha mẹ lẫn nơi đứa con mà họ dự tính sinh ra. Mặt khác, những phương pháp nào có mục đích trợ giúp hành vi vợ chồng của hai vợ chồng hay giúp cho hành vi ấy đạt được kết quả đều được coi là hợp pháp. Kỹ thuật nhân bản vô tính là một vấn đề được đặt ra trong xã hội và văn hóa ngày nay vì có liên hệ đặc biệt nghiêm trọng đến luân lý đạo đức. Đây là kỹ thuật nhằm tạo ra một thực thể sinh học mới, hoàn toàn giống với cơ quan đã sinh ra nó xét về mặt di truyền. Loại nhân bản này có thể nhằm mục đích tạo ra những phôi người hoặc tạo phôi để nghiên cứu khoa học hay sinh ra những tế bào gốc để phục vụ y khoa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã phát biểu trong diễn văn tại Học viện Giáo hoàng về sự sống ngày 21 tháng 2 năm 2004 số 2 về quan điểm của huấn quyền giáo hội rằng việc thực hiện nhân bản vô tính trên con người là đi ngược lại phẩm giá của việc sinh sản thuộc về con người, vì nó diễn ra mà không hề có một hành vi yêu thương nào giữa vợ chồng, mà chỉ là một sự sinh sản phi giới tính và phi tính dục. Việc sinh sản này là một hình thức thống trị hoàn toàn trên cá thể được sinh ra của người đã sinh ra cá thể ấy.
Đức Thánh Cha cũng phản đối lại kỹ thuật nhân bản tạo phôi, lấy ra một số tế bào để trị liệu, vì đây cũng liên hệ nghiêm trọng đến tính luân lý của hành vi. Bởi lẽ, để có thể lấy được những tế bào ấy, thì trước tiên người ta phải tạo ra phôi, rồi sau đó tiêu hủy chúng. Và cuối cùng, chúng ta nói về bổn phận của cha mẹ đối với sự sống. Các cha mẹ là những thừa tác viên của sự sống, phải chú ý đến chiều hướng thiêng liêng của việc sinh sản hơn bất cứ chiều hướng nào khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên nhủ các bậc làm cha làm mẹ trong thư gửi các gia đình số 10 như sau. Vai trò làm cha làm mẹ là một trách nhiệm về bản chất. Nó không đơn thuần là trách nhiệm thể lý, mà là trách nhiệm thiêng liêng. Thật vậy, thông qua những thực tại ấy, chúng ta có thể tìm ra gia phả của một con người, một gia phả khởi đầu từ đời đời trong Thiên Chúa và phải đưa người ta trở về với Thiên Chúa. Trong Hiến chương của Tòa Thánh Vatican về quyền gia đình năm 1983, điều 3C, Giáo hội khẳng định rằng, khi các gia đình tiếp nhận sự sống của toàn thể con người trong chiều hướng thể lý và thiêng liêng, là họ đã góp phần đem lại sự hiệp thông giữa các thế hệ và đem lại sự hỗ trợ cần thiết, bất khả thay thế, để xã hội được phát triển. Chính vì thế, gia đình có quyền được xã hội hỗ trợ khi sinh con và nuôi con. Những vợ chồng nào có con đông sẽ có quyền được trợ giúp thích đáng và không thể bị phân biệt đối xử. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Cho con một lần thấy Chúa trong con, xin cho con một lần thấy Chúa trong anh em. Vì bao năm tháng con lo toan đi tìm hạnh phúc nhân thế, bao đam mê đắm chìm. Sao tim con chẳng thỏa no niềm vui với sầu lo, tìm thấy đâu hạnh phúc bên bờ. Vào thời nhà Tống, ở Trùng Dương có một huyện quan tên là Trương Quai Nhai. Ông sống rất thẳng thắn và thanh liêm. Một lần nọ, khi đang tuần tra ở Nha Môn, bỗng ông phát hiện có một quan sai hốt hoảng chạy từ nhà kho ra. Thấy vẻ nghi ngờ, ông hỏi nhưng viên quan đó chối cãi. Sau ông phải thăng đường thẩm vấn. Quan sai đó mới cúi đầu nói: "Thưa quan lớn, hạ thần đã lỡ trộm một đồng tiền trong nhà kho. Nhưng có một đồng chẳng đáng là gì." Ông huyện quan nghe vậy rất giận dữ nói: "Cứ mỗi ngày ông trộm một đồng, 1.000 ngày ông trộm 1.000 đồng.
Thế mà ông nói chẳng đáng là gì. Thời gian dài, sợi dây thừng có thể cứa đứt thanh gỗ. Giọt nước chảy lâu, đá tảng cũng phải mòn. Ăn trộm một đồng tưởng là nhẹ, nhưng nhiều lần như thế sẽ thành tội nặng. Quý vị và các bạn thân mến! Có lần, nhóm người biệt phái cũng đã đưa ra một tình huống khá gay cấn để thử Chúa Giê-xu. Họ nói, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Quả thật, Chúa Giê-xu là đấng khôn ngoan, luôn xét xử phân minh đúng người đúng việc. Người đã cho họ một pha ngoạn mục, khiến họ phải bẽ mặt trong tình huống gậy ông đập lưng ông. Chúa Giê-xu khẳng định, tất cả mọi người đều phải giữ luật công bằng. Của Caesar trả về Caesar. Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Một câu nói rất thời danh đã đi vào cuộc sống như là chân lý. Đây cũng chính là nền tảng giáo lý về đức công bằng và bổn phận của người công dân. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng được mời gọi chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa. Chúng ta thường hay nài xin Chúa ban cho những ơn này ơn khác. Nhưng chính chúng ta lại không thờ phượng kính mến Chúa cho đủ, không chu toàn bổn phận là con cái Chúa. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã xác tín sâu xa vào bổn phận của một người tín hữu. Trong tập sách Đường Hy Vọng, Ngài đã khẳng định, bổn phận là giấy vào nước trời. Như vậy, để được vào nước trời, chúng ta không phải làm những phép lạ lớn lao như rời non lấp biển, xoay chuyển thiên nhiên vũ trụ, mà chỉ chu toàn bổn phận hàng ngày với một con tim yêu mến. Trong ngày chung cuộc, mỗi người đều ra trước mặt Chúa và phải trả lẽ về tất cả hành vi của mình đã làm. Chúa sẽ không hỏi chúng ta về bằng cấp, trình độ học vấn hay chức vụ đã đạt được, nhưng sẽ hỏi chúng ta đã thực thi tình bác ái như thế nào đối với Chúa và tha nhân. Ước gì mỗi người chúng ta biết chu toàn bổn phận hàng ngày của mình đối với Chúa và tha nhân, để kiến tạo xã hội công bằng và bác ái. Là người chồng, người cha trong gia đình, chúng ta hãy sống đức độ, quảng đại yêu thương và dạy dỗ con cái nên người. Là người vợ, người mẹ trong gia đình, chúng ta hãy yêu thương con cái. Hãy dạy cho chúng biết sống đúng với những điều Chúa đã dạy. Có như thế, cuộc sống của chúng ta sẽ được an bình, xã hội sẽ bớt đi bất công, gia đình sẽ hòa thuận yêu thương và trở nên những người con vẹn toàn của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là đấng khôn ngoan và nhân hậu. Sự khôn ngoan của Chúa sâu thẳm dường bao. Quyết định của Ngài ai dò cho thấu. Xin cho chúng con biết nỗ lực sống công chính, luôn thi hành ý muốn của Chúa để tận hưởng niềm hạnh phúc đích thực. Amen. Ôi bao la tình Ngài dẫn lối con đi, đưa con vào cuộc tình dâng hiến quá tuyệt vời. Vì tình yêu Chúa bao la hơn mây trời, làm con say đắm nguyện trọn dâng suốt đời. Khi con run cất lời thưa, nay con đến lạy Chúa, lạy ướt mi hạnh phúc dâng đầy. Khi đức tin mịt mờ đêm tối vây quanh, khi tâm hồn lạc đường mê đắm
vì tội tình. Nguyện xin Chúa đến ôm con trong tay hiền, lời yêu tha thứ dịu xoa bao nỗi phiền. Con xin đoan hứa từ đây nguyện yêu Chúa mà thôi. Hạnh phúc con là Chúa giáng nghiệp. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều, là dòng sông mát trong thuyền đời con xuôi mãi thong dong. Chúa, nguồn hạnh phúc con đang tìm kiếm, niềm khát khao con vẫn hoài mong, là nguồn bình an khi đời con cố gắng. Dịu dàng lời ru như gió đưa ban chiều. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.